Hello tất cả các anh các bác nhé. Và như vậy hôm nay thì siêu phẩm đã cập bến nhé. Các bác nhìn cái kiện người ta đóng kiểu này thì các bác biết là ở đâu về rồi đúng không? Đây số điện thoại của em đây, em Tuấn nhé này. Đấy, hôm nay người ta trả từ kho về rồi. Thì xin phép là khui chiếc dầu mực em đã chốt được. Đây hôm nay các bác sẽ thưởng thức. Đấy, các bác như em lần đầu tiên bây giờ nghe bảo con này đang chạy tốt lắm. Thì mình cũng xin phép là bóc. Khui kiện luôn. Xem này họ gửi cho mình cái gì. Nhiều bác thích thì tình trạng nó lanh canh đào. Đó nha, nguyên thùng nguyên kiện nào. Nói chung bên kia người ta bọc nó cũng rất đơn giản đấy các bạn, nó không phức tạp như mình nhá. Em thì chỉ mong người ta khóa được cái côn, biết khóa cái côn rồi là được rồi. Mỗi lần bóc đồng hồ châu Âu nó có một cái mùi vẫn gọi là khó tả luôn các bạn. Nhưng mà em để úp sợ thật. Tên mình ghi trên kính gì dưới à, mà cho mặt dưới cả cấp. Nóng này vỡ là may mắn các bạn ạ. Kính cho bên dưới. Không biết kính này đắt tiền không sao. À đắt tiền tốt hết rồi các bạn. Ui giời ơi. Hay lắm đâu không biết. Đây. Nhìn cái này, đây, cái kiện của nó chưa? Kiện này tay thì không lẫn được rồi. Đóng rất đơn giản các bạn, không quấn kiếp như mình, không phức tạp như mình. Đó, cho cháu nó ngồi ra. Đây, xin phép các bạn nhé. Ui dồi ôi, khá bẩn quá. Vỏ còn đẹp xuất sắc. Chiếc này thì gọi là đúng đời mặt kim rồi. Gọi là kinh điển luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Và lót rất cẩn thận luôn này. Đấy. Đưa một tay vào đây này. Lắm xốp quá. Mỗi lần là nhà em là nói thật các bác là dọn cái này ốm rồi. Ui giời. Ui giời. À khóa bằng ấy các bác ạ. Khóa chun. Khóa này. Kiểu này tuột ra thì có giấy tờ luôn này các bác này. Đấy, có giấy tờ các bác nha. Một cái giấy xuất xưởng ô đô các bác em món trên. Quả lắc, à quả lắc thì nguyên bụi luôn. À, cái này bỏ ra ngoài nhé các bác nhé. Hay lắm đây. Đội này bỏ rất liều, nó xước mặt cái thì ốm. Đây thì dựng lại đấy nhé các bác nhé, để em dựng lại. Cho bị hút, xin hút dưới ra. Mình thì mình sẽ không đóng như này nhiều, bởi vì đóng này nó bụi khi vào máy làm thì nó sạch hơn, nhưng mà về chạy luôn nhé, mình không đảm bảo cho nó được. Lần nào đó bóc hàng loại của Tây cũng thế, toàn cái bọt kiểu này. Đấy, thì phép với các bác là cho các bác xem từ lúc bụi Tây về là yên tâm, yên trí đúng không? Vì đây là những con đỉnh cao. Đấy, nó không hề gọi là rẻ một chút nào. Đây đây anh em ạ, chờ em một tí nhá. Em phải dựng lại. Đây các bác nhé, đây em bảo bạn quay con nu đấy. Đấy, bỏ tay nắm ra này. Đây em dựng lại. Thổ sạch cho các bạn. Cho bác thấy người thật tuyệt thật. Đây quay đây, quay đây, quay đây, quay đây, quay đây, quay đây, quay sát máy côn. À, người ta cũng biết làm khóa côn như bên mình luôn. Nhưng mà khóa tận trên cao. Khóa hay thật, đúng rồi. Cái mặt này cần xin xé này nhá. Mặt này cần cứ run run các bác ạ. Là chăm củ cái mặt số. Khóa, đội này lại khóa trên này. Này các bác chờ một xíu. Dây hết đủ hết rồi. Đây, khóa chuông, khóa nhạc. Rất là nhằng. Khi bác bóc lần đầu các bác bóc thì rất cẩn thận nhá.
giấy tờ của nó này. Đây, khuyến mãi cho các bác cái khóa này nào. Nào khóa này khóa trung trộn mật. Đấy, em như các bác này lần đầu bóc ra nha, hồi hộp ạ. Thì kiếm còn đi shop ạ. Đây, chào chú em tháo cái ốc trống ra các bác nha. Độ này lại nha, con này lại chốt trên, bình thường người ta chốt từ dưới lên đây, chốt từ trên xuống. Đây, ông Việt Nam mình đóng hàng, hay thật. Đây bảo con này đẹp lắm. Mới sẽ đẹp vừa. Dòng này thì chuẩn thì nó sẽ đi một bộ máy 5 số vách đẹp và mặt phải mặt này đi nơi cái mặt này là mặt chuẩn các bạn này, mặt này là mặt xuất sắc 10 điểm, không có từ ngữ gì mà diễn tả được cả. Kim là kim bút. Hôm trước ông bảo là ông ấy gửi có bộ kim số 8 nữa, dành cho bác nào thích mà không thích gửi về. Đây em như các bác nhá, lần đầu tiên được tháo con 360 đây. Nhẹ nhàng các bác ạ, không nhiều bác giật ra một cái là nó gãy vồ, nó chạm cái gì về lần đầu mà. Đây, nguyên bụi tây. Đây bác chờ một chút, đây, đặt luôn mặt đất cho các bác xem. Quay máy đi. Dã man luôn các bác ạ, giữ thùng nha, giữ cẩn thận. Đấy, không hề rẻ đâu. Giữ thật cẩn thận. Cuối cùng là trôi tận đến đây không biết. Nghe thấy âm thanh nó sướng không? Nghe thì trước hết thì xin phép cho các bác cho em được quay bộ máy đây. Đây các bác nha, một bộ máy kinh điển luôn. Gọi là chưa được ai chạm vào bộ máy này. Series thì em cũng không tiết lộ, không phải giấu riêng gì vì em bán cho các bác chơi. Em cũng chẳng có bán cho ông thợ được cả, giấu gì. 105 18 3610 đây. Bộ series. Đây là một con máy kinh điển xuất sắc. Ốp điếc nguyên bụi tây. Đây, và đây là quả gài ạ. Quả gài gọi là nguyên bụi, cái này bám bụi nhá, nó cực vàng luôn. Các bạn nhìn nó có cái độ đồng đều màu từ cái quả gài này. Khi mình mua như này yên tâm nhá này. Mà đến bản thân chúng em cũng phải mua như này. Chứ bây giờ nếu mà đã lau dầu rồi là bên em cũng không mua. Vì lau dầu rồi nó có thể thay đổi, nó chế cháo nhiều thứ. Lá gió 360 các bác nhìn gì này, nhìn lá gió các bác nhớ nhá. Ông nào bán cái đồng hồ mà các bác nhìn cái lá gió nó khác thì các bác phải xem luôn. Đấy, đây chúng ta nhìn này, bộ vồ này. Nguyên bụi tây nó phải đều như nhau hết. Kinh điển cho con máy này. Một con máy phải dùng không biết từ ngữ nào mà mô tả cái độ đẹp của nó nữa. Đây các bác nhìn cái ốc áp của nó này. Chuẩn 100% cần gạt bài. Ốp, gai. Đây là em quay ạ, máy không một vết tù dồn. Máy này thì quá bền rồi các bác ạ. Những cái con máy 5 số đẹp thì nó rất hiếm trên thị trường các bác nhá. Đấy, thì người ta chọn, người ta hay chọn con 4 số vách dày nhưng mà nó phải từ series rơi khoảng 38 đến năm mấy thì nó mới gọi là kiểu đời gai đồng, em nhớ đang bán như thế. Đấy, em cũng chưa tra lại, em lưu hết lại mà. Đấy, còn cái con 4 số vách dày và gai đồng, còn cái dòng 5 số đẹp thì người ta không bàn làm gì, người ta xem chỉ cần máy đẹp là người ta chơi thôi, vì những con này nó ít rỗng hơn cả con vách dày. Đấy, vì nó còn quá đẹp thì trong cái thời gian mình chơi mình được hưởng cái đẹp, đúng không ạ? Nguyên bụi tây. Chúng ta nhìn từ cái cần bính bong này, em phải quay thật kỹ cho các bác xem. Hôm nay nó là đỉnh cao luôn. Nó là hết tầm luôn ạ, bộ máy này. Quá đẳng cấp luôn ạ. Kể cả 368 không có nào đẹp như này luôn, chứ không phải nói là đến 10 nó khó kiếm đúng không ạ? Hiếm có, khó tìm. Kinh điển cho một bộ máy này. Đấy, những cái thứ đáng chơi nhất ở thời điểm hiện tại nó đã nằm ở đây rồi. Đấy. Mặt số của nó thì đây, quay thêm mặt số nữa. Đấy, quay sau mặt số này, đây cầm này, lật hộ cái mặt lại cái đấy. Đỡ nha. Rồi, đỡ đi, cứ đỡ đi. Đấy, mặt số rất quan trọng. Đấy, là những cái đỉnh cao. Đây là một cái mặt số 10 zin mà nó còn xuất sắc. Đấy. Đấy. Cái mặt chữ ký này là mặt chuẩn của cái con dâu mực các bác nhé. Không có một con dâu mực là có logo. Ông nào mà mua dâu mực mà có logo phải xem lại ngay. Đấy mọi người nhớ nhá. Còn tại sao người ta biết 36, người ta nhìn bộ kim, người ta nhìn cái mặt số. Các bác ạ, đến tầm này nó đẳng cấp rồi. Nó giống kiểu siêu xe rồi các bác ạ. Fabrication anh chị ạ, đúng giữa đỉnh số 6 nhá. Chuẩn, đẹp đèn đẹp từng con số. Mặt kinh điển một nền. 36 thì thông thường là nó ít con hai nền các bạn, hiếm, gần như không có đâu. Hai nền nó là 30 rồi. Còn một nền nó dành cho 36, mọi người nhìn này. Khiếp khủng không? Ốc là ốc 6 cạnh nhá, chuẩn luôn nhá. Chuẩn hết đi từng một chi tiết nhỏ một đây trong thùng này. Chống chiếc là đầy đủ các bác ạ. Là không thiếu gì cả.
ông em nó vào gửi tặng mình gì, cái gì quả lắc nó kẹp sẵn vào đây, nó đóng đủ hết ốc trống này, đấy chốt chiếc này, cái này là cái chốt rồi, mình phải cắm lại cho đầy đủ rồi. Gông xanh mướt mượt mượt, và đây úp nhẹ cái mặt xuống này, đây úp nhẹ này, cẩn thận vào cái ni lông kia đấy, nó có cái bọt xốp, bỏ bọt xốp ra đấy, đứng lên chân đá đây, đây rồi, đây đây, cho cái đèn vào đây để soi á, cho cái đèn flash vào đây để soi các bác nhé, bật cái flash lên để cho các bác thấy được rằng đây nó kinh điển như nào, gọi là ti nó cứ phải là gọi là bằng tít tịt tịt, chúng ta nhìn thấy chưa, đấy bộ gông nó như thế này, các bác đã thấy nó đỉnh cao chưa, nó xuất sắc chưa, đây mới gọi là những cái thứ xuất sắc của thế giới hiện tại, dành cho những anh em nào thích đồ đẳng cấp, đồ kinh điển, đấy mọi người thấy không ạ, xanh mướt mượt mượt. Và tiếp theo em xin phép là quay vào kính, kính zin là một cái yếu tố vô cùng quan trọng đây, trong kính kính của 10. Đấy, kính zin các bác nhá, quay cái kính nhá. Đó. Đây, xoay cái thùng lại và chúng ta đã nhìn thấy hậu của nó nữa, kiểm tra. Thùng zin nó phải xem cái này các bác ơi. Thùng zin phải xem cái này. Zin đét đèn đẹp các bác nhá. Cái này nó chéo thì nó cũng chéo luôn các bác nhá, nó không có vòng tròn luôn nhá. Đây cũng giống như kiểu là một cái đánh dấu của người Tây các bác ạ. Giống như sau này các bác tháo ra, ví dụ cái vòng tròn này mà lại người ta tháo ra một cái con cái con long đen này mà nó lại hình tròn mà nó lại không có vết ở đây thì là vô lý, người ta đã đổi con khác rồi. Đây của nó nguyên bản là con này cắt chéo đánh dấu luôn đây rồi. Còn các bác mở cái này ra thì ba cái vòng này sẽ là vòng tròn, ba vòng này sẽ vòng tròn đầy đủ. Ốc trống vú viếp của cái gông này rất là chuẩn này. Các bác nhìn chưa? Đấy, cái này nó lắp thì nó lắp lấy lại cho mình đủ hết hai cái này, nó đủ rồi, nó bỏ trong thùng rồi. Đấy, hôm nay là em quay video để nhận người ta chứ cũng hôm nay mới được xem thực tế. Đấy, từng cái ốc cái ác của con cửa dâu mực nó phải đỉnh cao như này. Đấy, tại sao giá trị nó cao, đúng không ạ? Chúng ta nhìn quả dâu mực đây, kinh điển luôn nha các bác nhé. Ok, xin cảm ơn các bác nào yêu quý thì nên ới cho em Tuấn 0703307532.